Sáng mùng 1 tháng 7, báo Đắk Nông đã đến thăm và trao tặng số tiền 9 triệu đồng cho cháu Lý Gia Như, sinh năm 2020, ở thôn 4, xã Nam Dòng, huyện Cư Rút. Đây là số tiền mà các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ cháu thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng của báo Đắk Nông. Trước đó, để gia đình có kinh phí đưa cháu Lý Gia Như điều trị, báo Đắk Nông đã thay mặt các mạnh thường quân trao tặng số tiền 16 triệu đồng. Đến hết tháng 6 năm 2021, thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng, báo Đắk Nông đã tiếp nhận thêm 9,1 triệu đồng mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Như. Trong gần một tháng qua, gia đình cháu Như đã đón nhận nhiều tình cảm, sự động viên, quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Hiện nay, bệnh vảy cá của Gia Như đã có những chuyển biến tích cực. Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới độc giả, nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu Lý Gia Như. Đồng thời, thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng, gia đình cháu Như dành 5 triệu đồng để báo Đắk Nông gửi tới những số phận bất hạnh, kém may mắn khác của tỉnh.